Tôi tiếp tục cúng video hôm nay, Thanh Phú mời anh chị em mình tham quan vườn bonsai của em Thương, địa chỉ là phường Bùi Thị Xuân của thành phố Quy Nhơn. Thì cúng video chia sẻ và giao lưu bonsai tại nơi đây. Hôm nay thì em Thương cũng chọn lọc và chỉnh chu cho một số tác phẩm bonsai để giới thiệu cũng như gửi đến quý vị cùng toàn thể anh chị em xem và tham khảo để giao lưu với nhà vườn. Và cũng một vài chủng loại thì đâu đó cũng có vài xây cũng như nhiều kích cỡ. Anh chị em mình cùng theo dõi và xem hết video này. Nếu quý vị cùng toàn thể anh chị em mình có ưng ý cũng như là có nhiều cái form dáng khác nhau, cũng như là xây kích tầm bưng bê hay là hàng to hơn, thì hãy trực tiếp và liên hệ. Thành Phú có để số điện thoại của em Thương ở trên màn hình, và số điện thoại của em cũng là số Zalo. Anh chị em mình có nhà ý thì hãy liên hệ và kết bạn số Zalo trên màn hình để tham khảo và giao lưu những tác phẩm bonsai tại nơi đây. Rồi, quý vị cùng toàn thể anh chị em đừng quên để lại cho Thanh Phú một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ. Chào em. Chào anh Thanh Phú, chào tất cả các anh em đang xem video này. Hôm nay cuối tuần được anh Thanh Phú ghé vườn, thì nhân tiện đây mình gửi tới anh em một số tác phẩm trong vườn. Hy vọng rằng trong video này anh em nào hợp nhãn được tác phẩm nào thì liên hệ tới mình qua số điện thoại anh Thanh Phú để trên video để giao lưu. Trong video này thì mình báo giá trực tiếp từng cây, thì anh em nào hợp nhãn được cây nào vừa túi tiền thì anh em mình giao lưu. Cây đầu tiên mình giới thiệu đến anh em là một em sung. Một cây sung hình thú rất là duyên. Một tác phẩm sung đầu cây tiên. Rất dài, tay cành. Về kích thước của cây, cây cao 65. Cao 65. Tàn ngang của cây là tới 70. Tàn 70. Đế của cây. Đế cục của cây là tới 78. Đế 78. Còn thân này. 66. 66. Hoàn ngay thước. Một em sung. Cây đã từng ra trái rồi. Các cái cuống trái cắt rất là duyên, hình thú. Eo rất là đẹp. Đặc biệt sung mà có cái bộ râm như thế này thì phải nói là cây này thì em mới cắt lại, thu lại. Anh chị em mình chơi sung mà nuôi dàn râm khiếp mới có cái dàn râm mà dày cỡ đó quý vị. Cốt hình thú. Già cốt, già cây. Những cái mặt thẹo này thì rất đẹp, cuốn lại rất đẹp. Cái này em đang định tha em thêm cái keo liền sẹo mạnh hơn. Vô tình mà những cái đoạn đó nó lại là một cái điểm nhấn đó quý vị. Về cây này thì em báo giá là 6 triệu bao ship nhé. 6 triệu bao ship. Trong tất cả các cây em báo ngày hôm nay bao gồm cả phí ship luôn, cho tiện anh em mình chỉ việc nhận cây nữa thôi. Bao chậu, bao ship. Để gắn trách nhiệm cho nhà vườn, tức là bao cước rồi đảm bảo cây an toàn thì mình sẽ bao ship luôn toàn bộ luôn. 6 triệu cây này. Rồi, rất đẹp, một tác phẩm sung. Bên này có một em cóc. Một cây cóc Thái. Cây đã ra trái rất nhiều lần rồi, tay cành có hết rồi nha. Đấy, vào cái bộ chậu này mình rất thích. Về kích thước của cây. Cây cao 90. Cao 90. Ngang của cây là 50. Ngang tán 50. Cốt cũng là rất là đẹp quý vị. Cái đế này là 50. 50 luôn. 50. Hoàn đế. Cây này thì em báo giá là 4 triệu rưỡi bao ship nha. 4 triệu rưỡi. Bao ship cây này. Giá hợp lý cho anh em mình chỉ lấy về chơi nữa thôi. Nó có hai cái đoạn rễ làm thân. Rất đẹp. Khối rất là đẹp, mặt bên này khối rất là đẹp. Cục. Mặt cắt đã liền. Rất đẹp quý vị. Rồi, tiếp tục em. Tiếp một em xanh. Một cây xanh quê.
tác phẩm xanh. Cây này thì đế nó tới 120. 1m2. 120. À, đế hết chậu rồi. Tầng ngang thì 75. 75 tán. Cây cao là 60. Cao 60. Cây này thì mình báo giá anh em là 4.7 bao ship nha. 4.7. Cây này ship. Không cần kẽm đâu. 4.7 bao ship cây này. Cán nó cũng cù hết rồi quý vị. Những cái size tầm này thì rất là tiện mình bưng bê, mang đi trưng bày, đi chơi các cái hội bonsai của Việt. Rồi, tiếp tục đi em. Về hàng nhỏ hơn thì mình có một cây xanh quê dáng làng. Cây này vừa tháo kẽm đang nuôi thêm các bạn này. Cây form rất là hay. Về kích thước của cây, tầng ngang của cây là 60. 60. Cây cao là 45. Cao 45. Đế cây 80 các bạn nha. 80 hoàn. 80. Về cái eo này thì 55. 55. Eo này 55. Cây đẹp hai mặt. Đúng form dáng làng các bạn này. Cây rất là già. Phần cốt, những cái phần rễ nó bọn đặc lại. Cây này em mới xả kẽm ngày hôm qua xong. Lá nhỏ đẹp. Cây này thì em báo giá là 3.5 triệu bao ship. 3.5 triệu. 3.5 triệu bao ship em này. Rồi, vẫn tiếp theo đi. Tiếp theo luôn là một em xanh quê. Một em xanh quê cũng khá là duyên. Cây này thì có kích thước như sau. Về tầng ngang của cây là 70. Tầng 70. Chiều cao cây là 67. Cao 67. Đế của cây là 125. 1m25. Cây này rất duyên. Gần như những cây này là em đều thác kẽm hết rồi. Cây bắt đầu đang xì, những cái vết này thì em tha keo đang xì hết. Dạng là đế lực. Cốt lắc đoạn đề ba lên. Cây ra rất là duyên. Các cây cán cũng như chốt. Đẹp cây. Cây này thì em báo giá là 5.5 triệu bao ship nha. 5.5 triệu. 5.5 triệu bao ship của cây này. Đẹp, form dáng đẹp. Rồi, vẫn tiếp luôn à. Bên này tiếp theo vẫn là một em xanh quê. Vẫn là một tác phẩm xanh. Xanh. Cây này thì em báo giá là 3.500 bao ship. 3.500. 3.500. Bao gồm cả chậu, tất cả là bao gồm cả chậu nha, cây như hình. 3.500. Dạng cán cũng như dạng râm. Tại vì những cái cây này mà bao cước tiền thùng và tiền cước thì nó cũng phải mất tầm 700 rồi. Đúng rồi. 700 đến 800 nó đóng một cái thùng gỗ này, phải 200-300 là tiền cước những cây này, thì em báo những giá này là bao ship hợp lý. Anh em nào ở xa đâu yên tâm cứ nhận cây nữa thôi. Về kích thước luôn em. Về kích thước của cây này thì cây cao là 60. Cao 60. Tầng ngang của cây 60 luôn. Tầng 60. Đế là 100 các bạn nha. Đế 1m. Đế này 100. Cái đoạn thân nó cong rất đẹp. Cái này đục năng liền thẹo, đang bo lại hết. Xanh thì cũng nhanh bo thôi quý vị. Nhưng mà các cái mặt thẹo nó lại đẹp. Một cây tiếp theo anh em là một em xanh. Một cây xanh quê, cây này thì 3 triệu bao ship luôn. 3 triệu. 3 triệu bao ship. Phần đế. Cây này mặt đẹp thì nằm bên này. Em xoay qua một bên. Em xoay qua đi. Để được cái cán tay của nó là anh chị em mình xem các cái cán nục hết rồi. Về kích thước của cây là cây cao 55. Cao 55.
Tàn ngang của cây là 52. Tàn 52. Đế này hết chậu. Đế là tới 98 các bạn nha. 98. Hết chậu luôn. 3 triệu bao ship cây này. 3 triệu. Cây rất đẹp, cây này về anh em chăn nuôi thêm. Rồi, vẫn tiếp đi. Một em Hải Châu. Hải Châu đang bung lộc non, chuẩn bị để cho hoa và trái quý vị. Vào mùa, chuẩn bị vào mùa cho hoa trái. Cây này thì chiều cao cây là 70. Cao 70. Cao 70, tàn ngang là 80. Tán 80. Đấy. Cái đế này là 90 các bạn nhé. Hoành đế 90. Đấy. À, thân là 50. Thân 50. Hiện cây đang nằm trong cái chậu là 5845. Cây này tàn cũng ấm hết rồi. Ấm hết rồi. Bộ kẽm, cắt kẽm. Đang để tợt lên nuôi hoa trái và... Đúng rồi, chuẩn bị tới mùa Hải Châu nên những cái mầm tược này mình để cho nó ra hoa và trái. Về cây này mình báo giá là 14 triệu nha. 14 triệu. 14 triệu cây này. Tác phẩm Hải Châu. Rồi, mình chia sẻ tiếp một số tác phẩm nữa. Cây Linh Sam. Linh Sam. Một cây Linh Sam. Cây này thì em vừa làm lại. Anh em nào về nuôi thêm thì có thể lấy về nuôi thôi. Cây này thì em báo giá là 4 triệu nha. 4 triệu. Bao ship. Cây em đang nuôi. Có dáng cũng hay quá vậy. Duyên dáng. Hàng khai thác ngày xưa. Già cốt, già cây. Rồi, em lấy về em cắt. Thu cắt gọn cái dàn tàn lại. Nó um tùm cơ. Đúng rồi. Um tùm thu cắt lại hết. Được cái là thích để thích cái cây khai thác riêng này. Có những cái phần lụa nó đẹp. Để trong cái vườn trước thì chủ vườn để bị lao ấy. À. Về đoạn đây là đoạn này chết đây này. Để làm lũa thôi. Để làm lũa. Còn cái tay này thì đang nuôi lại. Anh em về mình vừa chơi vừa nuôi thêm cái râm nữa. 4 triệu là bao cước luôn, bao ship luôn đó. Rồi, vẫn tiếp tục. À, bên này có một cái phôi đề đỏ. Cái phôi đề. À, lá cực kỳ đỏ nha. Cây này thì giá sinh viên 1 triệu 2. 1 triệu 2. 1 triệu 2. Cao chắc tầm cũng 40, dưới 40. À. Cây cao là 40 anh ạ. 40. Cái đế của nó thì 80. Đế 80. 80. 1 triệu 2. Cây này thì để cái ngôi nhà vào đây này. Đúng rồi. Trước em để ngôi nhà không biết rồi. Đấy, để ngôi nhà một kẹp. Cúc đề rất là già. Nó là đề đỏ nha. Đề đỏ. Đề đỏ đấy. Rồi, anh chị em mình có yêu thích tác phẩm nào thì cứ chụp lại màn hình, kết bạn Zalo thông qua số điện thoại. À, tiếp theo có một em Dương. Phi lao. Cây đường co rất là hay. Cây này thì mình báo giá là 1 triệu 500. 1 triệu 500. 1 triệu 500 cho anh em nào về nuôi nha. Cây chưa hoàn thiện đang nuôi. Cây cao là 80. Cao 80. Cái đế này thì 18. Tầm 18. Cái đường co rất là hay. Nhưng mà cây này đang nuôi nha. 1 triệu 500. Rồi, mình tiếp theo. À, và bên trong này thì còn vài tác phẩm xanh. Những cây xanh này rất là già. Bay. Về kích thước của cây này thì tàn ngang của cây là tới 100 cây. 1m8. Chiều cao của cây 70. Cao 70. Đế 115. 1m15. Cái đế 115 nó được là nó liền làm tất cả các mặt. Cây này cũng già. Dạ, cây rất là già. Dạ. Anh chị em mình xem cái đoạn này. Những cái đoạn co gấp. Dàn xương, dàn cán, cốt cành. Có tay này rất là khéo. Già rồi quý vị. Già nó rất là duyên anh. Nó vàng già rồi.
nhìn cái khối cũng rất là dày. À, cây này thì mình báo giá là 7 triệu bao ship nha. 7 triệu. 7 triệu bao ship, tại vì cái tiền cước đóng thùng và tiền cước đi thì nó cũng là tầm mất 1 triệu rồi. Đấy, còn nếu không thì nó cũng tầm 6 triệu thôi, nhưng mà bao tiền thùng tiền cước thì mình báo là 7 triệu mình bao cước cây này. Anh em chỉ việc nhận cây thôi. Cây này thì tay cành cũng đồng đối rồi. Cây này xã cắt dợp chơi nó thôi chứ cũng không còn làm gì nữa đâu. Đúng rồi. Nên là cái cốt nó hay. Đây cũng là một em xanh quê. Về đế của cây là 101. Đế 1m1. Tàn ngang của cây là 75. Tàn 75. Chiều cao của cây là 62. Cao 62. Đấy. Cây này cũng liền lạc các mặt, một cái vết cắt ở này thôi, nhưng ngón tay thôi. Đang bò, nó đang bò kéo vào. Những cái đoạn rễ phần đế này cũng rất là đẹp, lên cái đoạn này nó vặn lên cái chỗ cúc nuôi to, cực kỳ to rồi. Cây này thì em báo giá là 5 triệu bao ship nha. 5 triệu. 5 triệu bao ship cây này. Cây này tay cành làm rất là đẹp ạ. Tiếp là một cũng là xanh. Xanh. Cây này nghệ thuật quý vị. Cây này rất là duyên. Vào chậu tượng buông những phần rễ. Bộ đế nhìn như sợi mì tôm vậy. Cây này tới đây em đang định thay đất Nhật vào. À, duyên dáng cây. Bắt cây. Có cái đường co rất là hay. Trên này thì em đang nuôi cắt dợt vào. Làm một tum nhỏ vừa phải đây thôi. Đúng rồi. Đường co rất hay này. Chơi cốt rất đẹp này. Cây này thì hai người khiêng nha. Như vậy hai người khiêng. Chiều cao của cây là tới 85. Cao 85. 85 cơ. Thầy hai người khiêng vào trong cái chậu này. Tới đây là anh em nào mà có sở hữu về được thì thay đất cho cây này đi. Thay đất cây này thì nó phát mạnh hơn. Cây này thì em báo giá là 4 triệu rưỡi bao ship nha. 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi bao ship cây này. Tiếp là một cốt đề. Bộ đề. Cây đề ba vai rất là duyên. Dạ cốt đi. Cây đẹp hai mặt. Chị em mình về nuôi thêm cái râm, một cốt đã tạo sẵn. Cốt này em bán là 2.500.000 bao ship nha. 2.500.000. 2.500.000 bao ship, cây rất già. Cao được 50 không em? Mình thì cao tính từ mặt chậu lên đến đỉnh là 47. 47. Tàn ngang là 39. 39. Đế là 80. 80 hoàn. Cây nằm trong chậu rồng. 2.500.000 bao ship cả chậu này. Rất già. Đây này có cái chỗ cắt đây, nhưng mà nó cũng đang bò vào này, còn một tí xíu nữa thôi. Đây. Đúng rồi. Ngón tay chỗ vào nữa thôi. Cây này độc tha thêm tí keo là nó mạnh. Bò mạnh vào này. 2.500.000. Tiếp cũng là một tác phẩm đề. Cốt đề này có kích thước cao là 50. Cao 50. Tàn ngang là 55. Tàn 55. Đế là 86. Đế 86. Làm nguyên một cái bộ cốt nó nục lại rất là lùng. Rất là đẹp. Cốt này thì mình bán là 2.200.000. 2.200.000. 2.200.000 bao ship nha. Khéo cốt quý vị. Rất là duyên. Nhưng mà cái nhược điểm là cây này bên này thì nó lại có vết lỗ là mình đục. Đây. Cái vách. Cái vách đục. Cái này thì chắc tôi phải đục lại, tha keo lại. Rất đúng là rồi. Lâu rồi.
cây này già nó xì, nu lên rồi. Là xử lý cho nó cái này là phải đục lại hợp lý rồi nó sẽ đẹp. 2,2 triệu bao ship cây này. Rồi tiếp theo. Bên này là em xanh, một em xanh quê. Cây này thì bán thanh lý anh em là 2,5 triệu. 2,5 triệu. 2,5 triệu bao ship nha. Cây này đế này nó rất là lớn, đế nó tầm tới 100 cơ. 1 mét. Chị mình về nuôi thêm. Nói chung là cũng tạm. Có hết rồi. Mịn luôn chứ không phải lại đâu. Cán râm. Cắt gọn là ra form. Đấy, giá mà báo giá hợp lý cho anh em luôn. Lý cho anh em về về chăm về chơi. Bên này có một em găng tu hú. Găng. Em găng đang cắt nuôi cái tum trên này, găng nuôi rất là nhanh. Đúng rồi. Cái này thì bao giá anh em là 2 triệu nhé. 2 triệu, găng có lụa nó đẹp quý vị. 2 triệu bao ship cho anh em về chơi thôi. Cây này thì nó cao tới 80. Cao 80. Ngang lên. Mình xây cái chủ bên trên đó. Rất là xinh đây. Cái này còn lụa. Cả chậu, cả tượng, cả cây như này. Nhìn rất là lạ mắt. Về anh em nuôi một cái tum trên nữa thôi. Đúng rồi. Về bên này thì một em cẩm thị. Cẩm thị. Cẩm thị rất là duyên nha. Anh chị em xem cái bộ cốt. Đẹp mắt. Cái này nuôi tay cũng tương đối rồi đó. To cán hơn. Cái này để trong nhà. Nhìn cũng khá là nghệ thuật quý vị. Nhìn cái bộ cốt như thế này. Nhìn đây, nhìn cái góc này, nhìn rất là cây rất là đẹp. Tàn nó đổ tới 90 anh ạ. 90. Cái này đổ tới 90, dạ bà. Tàn tay thì cũng lớn hết rồi, chứ không phải là hàng nhỏ đâu. Ở đây là bộ chẳng. Khéo cái đường thân quý vị. Về giá về giá cái này em báo giá là 4,2 triệu nhé. 4,2 triệu. 4,2 triệu. Em này một em cổ ke cốt khai thác cây rừng núi quý vị. Cây này được cái hàn răm là nuôi rất là kỹ rồi đây. Dày mịn rồi. Dạ. Phôm, ra phôm, ra tán rồi. Dòng này nó có trái cũng đẹp quý vị. Dạ. Trái chùm, rất là đẹp. Hàng rừng, trái như chùm như nho vậy. Các phần nuôi này, nhỏ. Phần nuôi to. Ở cây này thì em báo giá là 1,9 triệu bao ship nhé. 1,9 triệu. 1,9 triệu bao ship cái này. Tầm một người bê nặng không quý vị. Về bên này còn một cốt đề. Một cốt đề đỏ nhé. Đề đỏ. Đẹp. Già cốt. Mình làm gọn lại. Anh chị em về nuôi thêm tán. Cây này đang bắt đầu bấn mầm hết rồi. Mầm ra rất là nhiều. Cao chắc tầm 50 mấy em. Dạ, cây cao 57 em. 57. Về đế đang ôm hết cái chậu này luôn à. Đế thì tới 110. 1m1 quý vị. Vòng eo đây. Eo là 55. 55. Một cốt đề già. Cái cắt đang xì hết đây. Cắt đang đục. Thà keo đang xì bò hết rồi. Keo bò. Cây này thì 2,5 triệu. 2,5 triệu. Bao ship. Cây này, một cốt đề này, 2,5 triệu. Cây đẹp hai tất cả các mặt. Mặt này cũng đẹp. Đúng rồi. Rồi, vẫn tiếp. Là một em giấy Mỹ nha. Giấy Mỹ. Cây đừng
của rất là hay. Dạ, yeah, cây ủi. Cây già cây. Cây này vừa rồi là tùm có hoa hết này anh. À, mình cắt thu gọn lại. Em cắt thu lại tay hết. Trước có hoa hết đấy. Trước là cái đàn tay mà như này là tùm như này cơ. Đây, em cắt lại hết luôn. Rất là to hết rồi. Đây, cái đường co tay này, cái đường cắt ngày xưa mà nuôi cái cốt tay này to hơn ngón tay cái. Cây được hai mặt kiểu cái kiểu văn nhân đẹp dưới. Cao chắc tầm cũng trên 50. Cây cao tới 55. 55. Cây hoành đây thì tới 47. 47. 47 em này. Về cây này thì em báo giá là 2.600.000 bao ship nha. 2.600.000. 2.600.000 cây đẹp hai mặt luôn. Cây này anh em về để cái tượng vào đây rất là đẹp. Rồi, 2.600.000. Tiếp đi. Về cái cốt giấy đang nuôi. Cốt giấy này thì đang nuôi. Vót hay cổ còn? Cái này vừa đang thấu cán nè. Mình nuôi cán quý vị, cán nước trong. Cốt này thì em báo giá là 2.800.000. 2.800.000. 2.800.000 bao ship cốt này luôn. Dạ cốt. Giá rất là mềm cho anh em chơi luôn nha. À, tiếp tục cũng là tóc hâm xanh. Tiếp tục một em xanh. Một em xanh quê nhưng rất là già các bạn. Dạ. Cây này thì cực kỳ già. Cốt lên già già đông, tưới nước vào vàng rồi quý vị. Các cái vết cắt thì nó bò thẹo hết rồi. Chuyện râm cũng ổn, phân tán hết rồi quý vị. Cây này thì cao tính từ mặt chậu lên cây cao tới 66. Cao 66. Tầng ngang của cây là 55. Tán 55. Đế của cây là 70. 70 đế. Đặc biệt cây này già. Già cây, già cốt rồi. Cây này anh em nào về thay lại chậu, thay lại đất nha. Rất là lâu rồi, cằn rồi. Cây già đẹp. Các mặt, này mặt này nó cũng già. Các cái vết cắt đổn tha keo nó bo lại hết này, xì hết. Đây, ngày xưa được các cắt xì. Đây, các cành cắt đây này, bo lại hết. Cây rất già. Đấy, cây này thì em báo giá là 4 triệu nhé. 4 triệu. 4 triệu bao ship cây này. Cây cuối cùng trong series ngày hôm nay là một em xanh quê ôm đá. Cây này thì đang thiếu chậu nha. Cực già. Bám đá. Bám đá rất là đẹp. Nguyên cái bệ các bạn. Đấy, nó ôm đây. Cái này là cháy đoạn này thôi, nhưng đoạn này là em trà làm tha keo vào thôi cho nó giữ không bị ấm nước nữa, nó bung ở đây này, nó chỉ cháy nhẹ đoạn này. Già đanh rồi quý vị. Già, cây này cực kỳ già, nó ôm đá. Anh chị mình thấy nó cái ôm đá hết này. Cái viên đá bên trong rễ mà nó chạy nó ôm bên này đây, hai bên. Phụ da vàng lên đồng hết rồi quý vị. Tầng ngang của cây này tới 1m4 nha. Tán 1m4. Chiều cao là 1m. Cao 1m. Cái đế thì hết thước. Cái đế này thì mình đo mặt vách thôi. Mặt vách của đế đó. Tới 85. 85. 85. Mình đo mặt vách. Mặt vách này là đường kính 85. Cây rất là già. Thiếu chậu. Anh chị em chậu mỏng thôi. Đầu tư cái chậu nữa. Thấm thủy nữa, thả nước nó sống mày. Đúng rồi, vẫn thả nước. Cây này thì em báo giá là 8 triệu bao ship nha. 8 triệu. Tại vì cây rất là lớn. Cái to. Bên này nó cũng liền lạc như nhau luôn. Kích thước chậu này chắc là hơn 1 mét. Lọt lòng của cái chậu hiện tại. 1 mét đây. 1 mét lọt lòng. Lọt lòng ấy. Đúng rồi, nên là cái size này nó cũng to quý vị. Lọt lòng là 1m60. Bên này là 60. 60. 100. 60 1 mét. 8 triệu bao ship cây này anh em nha.
một cây sành già, một cái bệ được bám đá rít chặt nhiều năm. Được rồi, rất là nặng. Thôi để nguyên đó đi. Liên lạc như vậy luôn. À để đưa máy qua bên này anh em ngắm luôn. Đây, bên này nó cũng rít hết những phần rễ, nó chảy xuống viên đá quý vị. Làm tay làm kỹ. Dạ, đanh hết rồi. Rồi, anh xây lại luôn. Vừa rồi là những cái cây mình báo giá trong vườn. Anh em nào hợp nhãn thì liên hệ hoặc kết bạn qua Zalo, qua số điện thoại mình để tại màn hình. Anh em nào hợp nhãn được cây nào thì cứ liên hệ trực tiếp với mình để sở hữu tác phẩm. Còn cây nào mà chưa ưng thì cũng bỏ qua giúp em. Đấy, cảm ơn anh em đã theo dõi kênh Thanh Phú và ủng hộ nhà vườn. Xin chào tất cả các bạn. Chào anh Thanh Phú. Cảm ơn anh đã giúp em truyền tải tới anh em đam mê cây một số tác phẩm trong vườn. Rồi. Chào và hẹn gặp lại. Chào em. Rồi, và thời lượng chương trình giao lưu bonsai tại vườn của em Thương ở Thanh Phú xin phép dừng, cũng như là hẹn lại quý vị cùng toàn thể anh chị em những cuốn video cũng như những tập tiếp theo từ các nhà vườn và chia sẻ những tác phẩm bonsai để gửi đến quý vị cùng toàn thể anh chị em mình xem và giao lưu. Rồi, quý vị cùng toàn thể anh chị em đừng quên để lại cho Thanh Phú một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ. Rồi, Thanh Phú xin chào quý vị.